chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại Vest News. Và để có thể cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày thì mọi người đừng quên đăng ký kênh Vest News của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng Vest News chúng mình xem là buổi chiều ngày hôm nay sẽ có những thông tin nào đáng chú ý nhé. Ngay sau lượt về với đội tuyển Thái Lan thì không ít cầu thủ Việt Nam cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân chia sẻ về trận đấu vào tối ngày hôm qua. Trong số đó có Nguyễn Phong Hồng Duy, anh cũng đã lên tiếng xin lỗi vì pha trượt chân ở lượt đi đã khiến cho đội tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết. Và lúc 19:30 vào tối ngày hôm qua 26 tháng 12, trận bán kết lượt về quyết định tấm vé vào chung kết AF Cup 2020 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chính thức diễn ra đầy kịch tính. Mặc dù là thi đấu rất nỗ lực và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành của đối phương, thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi kết quả chung cuộc của trận đấu là 0-0. Với việc cầm hòa ở trận bán kết lượt về nhưng lại để thua 0-2 ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã chính thức vượt mức tấm vé vào chung kết AF Cup 2020 vào tay kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Ngay sau trận đấu này thì không ít cầu thủ cũng đã lên tiếng chia sẻ, trong số đó thì có Nguyễn Phong Hồng Duy, cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở hai trận bán kết vừa qua. Hồng Duy viết trên trang cá nhân như sau: lời đầu tiên cho Duy gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ vì pha trượt chân của Duy ở lượt đi khiến cho kết quả lượt về của đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Bản thân Duy cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết, nhưng thật sự là ngày hôm qua Duy xin gửi lời cảm ơn đến tập thể đội đã có một trận đấu quả cảm, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Có thể nói cú trượt chân của Hồng Duy ở trận bán kết lượt đi khiến cho Thái Lan đã khai thông lưới của tuyển Việt Nam đã tác động không ít đến thế trận của thầy trò Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam sau đó đã nhận thêm một bàn thua nữa, kết thúc trận lượt đi với tỷ số là 0-2. Với áp lực đè nặng cộng thêm việc phải đương đầu với một số đối thủ sừng sỏ của giải đấu, tuyển Việt Nam đã không thể xuyên thủng lưới của Thái Lan ở trận bán kết lượt về. Mặc dù vậy thì chia sẻ của Hồng Duy cũng đã nhận được rất nhiều sự động viên từ phía người hâm mộ. Sự tiếc nuối còn để lại phía sau. Điều quan trọng bây giờ là ở những trận đấu giải đấu tiếp theo, Hồng Duy cùng với các đồng đội cần nỗ lực nhiều hơn để lấy lại vị thế trong làng bóng đá khu vực và cả trong lòng của người hâm mộ. Và còn các bạn nghĩ sao trước bài đăng xin lỗi của Hồng Duy thì đừng quên để lại bình luận cho SN chúng mình biết. Và chúng mình là SN, đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.